Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phiên họp thứ ba Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam Liên bang Nga. Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng cơn bão số 3. Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đóng góp 6,6 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga nêu rõ, trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga, hợp tác giữa quốc hội hai nước đóng vai trò vô cùng quan trọng, đã không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp. Quốc hội hai nước đã tạo ra khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng, giao thông, nông nghiệp, ngân hàng, trao đổi thanh niên, sinh viên. Chủ tịch Vodolin mong muốn thời gian tới trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hai nước sẽ tăng cường hợp tác theo các hướng, các chủ đề mới, phát triển mối quan hệ năng động hơn nữa. Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga tin tưởng mối quan hệ giữa quốc hội hai nước ngày càng phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước, từ đó tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, phiên họp cũng là cơ hội để hai bên thảo luận, đánh giá tình hình hợp tác, xác định những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy triển khai hiệu quả và thực chất các văn kiện hợp tác, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Kết thúc phiên họp, hai bên đã ra thông cáo chung phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Ngày 9 tháng 9, đoàn công tác của huyện Mường La đã kiểm tra chỉ đạo khắc phục tình hình thiệt hại sau mưa lũ tại xã Ngọc Chiến. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Chiến, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây thiệt hại về nhà ở, gồm 25 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 2 nhà bị lũ cuốn trôi, 1 nhà bị vùi lấp, 22 nhà có nguy cơ bị sạt lở phải di rời khẩn cấp, cuốn trôi và ngập úng 150 ha lúa hoa màu, hư hỏng cầu tràn km 32 660 tuyến đường 109 thuộc xã Ngọc Chiến, cuốn trôi 2 cầu treo, ước tính thiệt hại trên 4 tỷ đồng. Với phương châm 4 tại chỗ, xã Ngọc Chiến đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, bám sát cơ sở, kiểm tra thực tế tại các bản để nắm tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác di rời người dân và tài sản đến nơi an toàn, bố trí lực lượng thường trực tại các điểm ngập lụt, hướng dẫn người dân tham gia giao thông, rà soát các điểm sạt lở để huy động máy móc, nhân lực khắc phục, tuyên truyền vận động nhân dân không bắt cá hay vớt củi gây nguy hiểm đến tính mạng. Đánh giá cao tinh thần chủ động của xã Ngọc Chiến trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, lãnh đạo huyện Mường La yêu cầu trong những ngày tới, dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, xã Ngọc Chiến cần đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là. Khi thấy những dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, trên địa bàn huyện Yên Châu xảy ra mưa to, gây ra lũ trên các suối, làm thiệt hại về nhà cửa, tài sản, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Theo thống kê sơ bộ, huyện Yên Châu có 99 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 35 nhà bị sạt lở, 27 nhà bị ngập, 37 nhà ven suối sạt có nguy cơ bị sạt, trôi, 75 ha lúa, ngô bị vùi lấp, gần 7 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, một cầu treo bị hư hỏng. Ngoài ra, mưa bão còn gây sạt lở nhiều tuyến đường, ước tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Ngay sau khi mưa bão xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu đã thành lập 15 tổ công tác, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các xã thực hiện công tác phòng chống thiên tai, rà soát các điểm xung yếu để có phương án kịp thời hỗ trợ dân, huy động trên 1.300 nhân lực là công an, quân sự, dân quân tự vệ và các lực lượng tại cơ sở để ứng cứu kịp thời các tình huống. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã bị ảnh hưởng, tổ chức kiểm tra, xác minh thiệt hại thực tế, huy động nhân lực, vật lực tại chỗ để khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo thông tuyến, vận động nhân dân trong bản, hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại, di dời tài sản đến nơi ở mới an toàn. Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu cơn bão số 3. Có 142 hộ dân bị ngập nước vào nhà,
nhiều tường rào bị đổ sập, diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng, đất đá vùi lấp. Cấp ủy chính quyền thị trấn đã triển khai phương châm 4 tại chỗ để hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống. Trên địa bàn thị trấn Mộc Châu có 142 hộ bị nước tràn vào nhà gây ngập úng, nhiều tường rào, nhà kho bị đổ sập. Mưa bão cũng làm thiệt hại lớn về vật nuôi và diện tích nuôi trồng thủy sản. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 1,2 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra ngập úng, thị trấn Mộc Châu đã huy động lực lượng dân quân và đoàn thanh niên hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả với phương châm 4 tại chỗ. Đến nay, hoàn lưu cơn bão số 3 vẫn đang tiếp tục gây mưa diện rộng trên địa bàn huyện Mộc Châu. Việc khắc phục hậu quả và ổn định đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Các hộ bị thiệt hại đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, các nhà hảo tâm cùng sự chung tay đồng lòng của cấp ủy chính quyền và toàn thể nhân dân để cùng vững vàng vượt qua bão lũ. Do ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Bắc Yên đã xảy ra mưa liên tục với lượng mưa vừa, mưa to. Ước thiệt hại ban đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi khoảng 700 triệu đồng. Các thiệt hại khác chưa xác định được. Theo thống kê nhanh, toàn huyện Bắc Yên có 62 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, thiệt hại khoảng 3 hectare lúa, 16,5 hectare ngô, 0,7 hectare mía, chủ yếu tại xã Hồng Ngài, Triềng Sại và Háng Đồng, làm chết 4 con bò tại bản Suối Ngang, xã Triềng Sại. Nhiều điểm trên các tuyến đường huyện, đường xã, đường nội bản bị sạt lở. Một số điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn gây tắc đường, hiện chưa xác định được khối lượng cụ thể do trời vẫn đang mưa và dự báo vẫn có những điểm tiếp tục sạt. Các trường học xã Hang Chú và xã Háng Đồng cũng bị ảnh hưởng lớn do sạt lở. Gãy đổ một trạm biến áp tại bản Háng Chơ, xã Xím Vàng gây mất điện. Ngay khi cơn bão xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động lực lượng tại chỗ, tại các xã thị trấn, hỗ trợ di dời người dân bị ảnh hưởng đến các hộ là người thân, hộ lân cận, đảm bảo an toàn. Tiếp theo là tin cảnh báo dông mưa lớn ở tỉnh Sơn La. Theo dõi trên ảnh radar thời tiết xác định được vùng mây đối lưu phát triển gây mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to cho các huyện Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phú Yên, Mộc Châu, Vân Hồ. Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to cho tất cả các xã phường thuộc các huyện Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phú Yên, Mộc Châu, Vân Hồ. Vùng mây sau đó có khả năng lan sang các huyện Thuận Châu, Sông Mã, Mường La, thành phố Sơn La, Mai Sơn, Yên Châu. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 2. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Thời gian gần đây, nhận thức và hành động về nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính tăng từ 90% năm 2022 lên 93% vào tháng 8 năm 2024. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc năm 2022, dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam xếp hạng 76 trên 193, tăng 5 bậc so với năm 2020. Dữ liệu mở xếp hạng 87 trên 193, tăng 10 bậc so với năm 2020. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa được triển khai tích cực. Thủ tục hành chính, quy định kinh doanh tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa, số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến được nâng lên. Từ năm 2021 đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 3.000 quy định kinh doanh, phân cấp cho địa phương gần 700 thủ tục hành chính, cung cấp thêm gần 1.800 dịch vụ công trực tuyến, đạt 4.400 dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, chiếm 70% tổng số thủ tục hành chính. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tăng từ 28% năm 2021 lên 51,5% vào tháng 8 năm 2024. Đặc biệt đã triển khai 43 trên 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó 23 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 đã được thực hiện toàn trình, giúp tiết kiệm cho nhà nước, xã hội gần 3,5 nghìn tỷ đồng một năm. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ ngành đạt 43,4%, tăng 23% so với năm 2023. Của địa phương đạt 64,3%, tăng 35% so với năm 2023. Hạ tầng số, nền tảng số, thiết bị, công nghệ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước và phục vụ người dân doanh nghiệp được quan tâm đầu tư. 100% cơ quan nhà nước đã được triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã để trao đổi, chia sẻ dữ liệu.
Ngày 9 tháng 9, Tổ khảo sát thuộc Đoàn Khảo sát số 1, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đi khảo sát kết quả thực hiện công tác phát triển du lịch của các xã du lịch Hang Táu, bản Tà Số, xã Triềng Hắc. Bản Tà Số 1 và Tà Số 2, xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu có tổng số 340 hộ dân với gần 1.830 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đến nay, hai bản có một hợp tác xã du lịch Hang Táu và 7 hộ làm homestay. Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, bản du lịch cộng đồng Tà Số đã đi vào hoạt động hiệu quả và đón trên 83.000 lượt khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt trên 3,4 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, bản đã đón khoảng hơn 23.300 lượt khách, doanh thu ước đạt 926 triệu đồng. Đến nay, mô hình hợp tác xã du lịch Hang Táu được đánh giá là thành công, góp phần quan trọng trong việc thay đổi sinh kế cho người dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mông, bảo vệ cảnh quan môi trường, đưa Tà Số trở thành một trong những điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn của khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổ khảo sát đề nghị huyện Mộc Châu tiếp tục hỗ trợ bản du lịch cộng đồng Tà Số, hợp tác xã du lịch Hang Táu, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm, quảng bá, hoàn thiện hạ tầng, cải thiện cảnh quan, phát triển các trò chơi dân gian, dân tộc, đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho du khách, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Từ đầu năm đến nay, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã đóng góp 6,6 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, phong trào thi đua Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát động, thi đua dưới nhiều hình thức. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội triển khai các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với việc xây dựng nông thôn mới được đông đảo nhân dân, các hội viên, thành viên hưởng ứng, tự nguyện tham gia. Các huyện, thành phố phát động phong trào ngày về với cơ sở, huy động các cán bộ công chức tiếp tục hướng đến cơ sở vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật giúp nhân dân chỉnh trang nhà cửa, xóa nhà tạm, cải tạo môi trường, cảnh quan, không gian sống, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Kết quả đã huy động đóng góp trực tiếp bằng tiền mặt được trên 6,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 58.760 m2 đất và gần 770 ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa. Đến nay, nhiều tài sản, vật liệu tiếp tục được cộng đồng, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhân dân đóng góp. Tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2024 sẽ có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện đề án đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có ký kết biên bản hợp tác với Sơn La giai đoạn 2024-2030. Từ tháng 8 năm 2024, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và tổ chức khóa đào tạo trình độ lý luận chính trị đầu tiên cho cán bộ 9 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hình thức tập trung. Trong thời gian 15 ngày, 50 học viên là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 9 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có ký biên bản hợp tác với Sơn La sẽ có 9 tháng học tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sơn La và 6 tháng học lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Sơn La. Trong đó có đi nghiên cứu thực tế để hiểu biết thêm về kinh tế xã hội, văn hóa con người Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2024, 50 học viên đã nhập học và theo học tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sơn La. Sau khi hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt, các học viên sẽ chuyển sang trường Chính trị tỉnh để được đào tạo trung cấp lý luận. Theo lộ trình, từ năm 2024 đến năm 2030, tỉnh Sơn La dự kiến mỗi năm mở một lớp đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ các tỉnh nước bạn Lào với số lượng 50 học viên mỗi lớp. Việc tổ chức đào tạo lớp trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của hai nước, hai dân tộc Việt-Lào nói chung và tình đoàn kết hữu nghị, sự hợp tác quốc tế của tỉnh Sơn La đối với 9 tỉnh nước bạn Lào. Ngày 9 tháng 9, Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2024 cho 70 học viên là các đảng viên dự bị đến từ các chi bộ đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Trong thời gian 7 ngày từ mùng 9 đến 15 tháng 9, các học viên được học tập nghiên cứu các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc,
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng Đảng về đạo đức, phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được đi thực tế, viết bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đảng viên mới nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò trách nhiệm của người đảng viên, phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhằm phát hiện những nhân tố mới trong phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập của địa phương, Hội khuyến học huyện Mộc Châu đã tổ chức hội thi cán bộ khuyến học giỏi huyện Mộc Châu lần thứ tư năm 2024. Hội thi đã tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ khuyến học ở cơ sở. Tham gia hội thi có 15 đội thi với 45 thí sinh là cán bộ, hội viên khuyến học, ban khuyến học các cơ sở trực thuộc. Các đội trải qua 3 phần thi: kiến thức, xử lý tình huống và năng khiếu. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các thí sinh đã thể hiện kiến thức, sự hiểu biết về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay. Qua cái hội thi này thì sẽ góp phần tích cực giúp cho cán bộ khuyến học cơ sở nâng cao cái nhận thức về cái vai trò, vị trí của sự học và đặc biệt là nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện các mô hình học tập, thực hiện cái việc là xây dựng các mô hình học tập theo đề án 1373 của Thủ tướng Chính phủ. Trong phần thi kiến thức và xử lý tình huống, các thí sinh đã trả lời câu hỏi của ban tổ chức về công tác khuyến học khuyến tài và liên hệ thực tế tại địa phương. Phần thi xử lý tình huống, các thí sinh thể hiện sự linh hoạt khéo léo trong việc đưa ra các giải pháp xử lý những tình huống thực tiễn đặt ra trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Sôi nổi nhất là phần thi năng khiếu. Các thí sinh thể hiện tài năng qua nhiều hình thức như hùng biện, kể chuyện, tiểu phẩm nhằm lan tỏa phong trào thi đua khuyến học khuyến tài ở cơ sở. Thi đến từ thị trấn Đông Trường, chúng tôi cũng có kể câu chuyện, đó là câu chuyện thời gian quý báu lắm, một câu chuyện viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì qua câu chuyện này thì tôi cũng muốn gửi tới cái thông điệp tới tất cả mọi người về tấm gương hiếu học suốt đời của Bác Hồ và biết trân trọng thời gian. Chúng tôi cũng có cơ hội được giao lưu học hỏi với các đội bạn và hơn hết đó là chúng tôi sẽ được đúc rút thêm những kinh nghiệm để làm tốt công tác khuyến học khuyến tài tại địa phương. Xã Lóng Sập chúng tôi thì đã mang đến cái tiểu phẩm là tên tiểu phẩm là Đã Hiểu Ra Rồi. Nội dung là chúng tôi đi tuyên truyền ở trên bản, vận động các hội viên ở trong các gia đình đi học xóa mù chữ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho đội thi thị trấn Mộc Châu, giải nhất thuộc về đội thi xã Tân Lập và tặng giấy chứng nhận cán bộ khuyến học giỏi cho 45 thí sinh tham gia hội thi. Triển khai chủ trương phát triển phong trào trồng cỏ hàng hóa gắn với phát triển đại gia súc theo hướng chăn nuôi tập trung, hiệu quả, huyện Mai Sơn vận động các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa gắn với nhu cầu của thị trường. Để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, huyện Mai Sơn chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tận dụng các điều kiện lợi thế của địa phương để phát triển trâu, bò, dê nhốt chuồng gắn với trồng cỏ, chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học. Thực hiện chủ trương phát triển đàn vật nuôi, huyện Mai Sơn đã vận động bà con trồng được trên 720 hectare cỏ voi làm thức ăn cho gia súc, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đồng thời tăng cường kiểm tra việc giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mô hình chăn nuôi nhốt chuồng được áp dụng rộng rãi tại các địa phương trong huyện. Đến giữa năm 2024, tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện Mai Sơn đạt 1,5 triệu con, trong đó đàn trâu bò đạt 45.000 con, đàn dê 30.000 con, đàn lợn trên 107.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 10.000 tấn. Công tác phát triển đàn vật nuôi được duy trì và phát triển qua từng năm, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Chương trình thời sự hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.